chào mọi người, tôi là Dũng, tổ đội khảo sát số 2 của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay chúng tôi có chuyến đi khảo sát tại hai địa điểm. Địa điểm thứ nhất là huyện Cảo Bạ, tỉnh Hà Giang, và địa điểm thứ hai là thuộc thành phố Cao Bằng. Địa điểm thuộc huyện Cảo Bạ, tỉnh Hà Giang thì chúng tôi đã khảo sát xong cho một vị gia chủ. Và sau khi kết thúc cái chuyến khảo sát ở trên Hà Giang thì chúng tôi đang di chuyển về với tỉnh Cao Bằng cho một vị gia chủ tên là Tuấn ở thuộc thành phố Cao Bằng luôn ạ. Vâng, chúng tôi đang di chuyển với quãng đường ước tính khoảng 260 km từ Hà Giang về với Cao Bằng. Và được cái sự tin tưởng của một vị gia chủ tên là Tuấn đối với công ty kiến trúc Kisato, và anh đã liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể làm việc được với anh ạ. Và chúng tôi đang di chuyển gần đến với nhà anh rồi. Mọi người hãy cùng chúng tôi để đến khảo sát khu đất của anh Tuấn cùng với các yếu tố phong thủy cũng như là cái công năng, sơ đồ công năng của cái ngôi nhà của anh đang chuẩn bị xây dựng. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở khu đất của anh Tuấn nhé. Xin chào mọi người. Đây là cái quãng đường mà chúng tôi đang di chuyển từ Hà Giang và cho lên đến Cao Bằng ạ. Vâng, chúng tôi sắp đến với thành phố Cao Bằng. Chỉ còn khoảng vài km nữa là chúng tôi sẽ đến với địa chỉ nhà anh Tuấn ở thành phố Cao Bằng để chúng tôi khảo sát cái khu đất mà anh chuẩn bị xây dựng cái ngôi nhà cho gia đình mình đây ạ. Đây là một đường mà chúng tôi đang đi. Xin mời mọi người của chúng tôi gặp nhau tôi ở. Xin chào các bạn, anh em chúng tôi đã có mặt ở thành phố Cao Bằng để đến khảo sát cho khuôn viên đất nhà anh Tùng. Mời các bạn theo chân để xem khu đất nhà anh ấy. Đây là tất cả diện tích nhà anh đang xây dựng, đến hàng rào kia cho đến nửa ngôi nhà cũ này. Anh ấy đang có diện, anh đang muốn cái nhà cấp 4 kiểu hiện đại, có các lực. Rồi các bạn, đi theo tôi. Đây, sau này anh xây là anh sẽ phá hết ngôi nhà đi. Dạ. Đây, đây mảnh vườn nhà anh ấy có 3 rau đến hết cái hàng rào kia. Đấy, cho đến ngôi nhà này anh ấy sẽ xây giặt ra thì đấy các cây ăn quả. Đất ở đây thì là đất thổ. Thì mở một cánh cửa ra như này. Vâng. Đi sang bên kia. Đi sang bên sườn nhà. Đi sườn nhà thì mình tận dụng luôn cái cánh cửa cũ này. Vâng. Đằng nào cái đất của mình không dùng hết của mình muốn là ở bên nó thoáng, nhiều lúc lấy xe rồi phá vào thứ xe máy các thứ ấy, thì vào đằng sau luôn. Vâng. Đấy, nó như thế.